Đầu video em xin chào các chú, các anh và các bạn nên lên clip tiếp theo nha. Giờ em đi vô giới thiệu từng mẻ một. Mẻ số 1 là một cái búa hai đầu nhựa nha. Hai đầu nhựa của Nhật. Bề ngang này là 10,5. Chiều dài là 30 cm nha. Mẻ số 1 100k nha. Mẻ số 1 100k. Mẻ số 2 là một cái kéo của Nhật nha. Ký hiệu đây, ký hiệu của Nhật đây. Chốt đồ còn ok này, còn đẹp này. Đó, răng miệng cho mọi người xem nha. Không mẻ luôn. Đó, răng miệng còn rất là đẹp luôn. Kén đồ còn ok hết. Cái này chiều dài của nó là 21,5 nha. Mẻ số 2. Mẻ số 2 100k. Mẻ số 3. Mẻ số 3 là một cái kéo carbon nha. Cái này carbon của Nhật. Người xem răng miệng nha. Đó, răng miệng còn rất đẹp luôn. Cái này chiều dài của nó 24 cm. Mẻ số 3. Mẻ số 3 150k. Đi mẻ số 4. Mẻ số 4 là một cái kéo nha. Cái này răng miệng là còn ok hết này. Này vết dơ chứ không có mỉ gì đâu nhông người. Đó, chùi đi là nó láng o này. Coi nè. Đó, chùi đi phát lên lăn o luôn. Kéo còn rất là đẹp luôn. Mẻ số 4 70k. Cái này chiều dài của nó 25 cm nha. Mẻ số 4 70k. Đi mẻ số 5. Mẻ số 5. Cái này cũng là cái kéo của Nhật này, Japan. Răng miệng rồi còn bé còn đẹp này, nó không có mẻ nha. Lò xo chốt rồi còn ok này. Cái này chiều dài của nó là 20 cm. Mẻ số 5 70k. Đi mẻ số 6. Mẻ số 6. Cái kéo carbon Gisuke của Nhật đây. Mọi người xem, đai ốc đồ còn rất là đẹp luôn hả? Nguyên chỉnh luôn. Kén cũng còn rất là đẹp luôn nha. Rồi xem lưỡi của nó. Đây, mọi người xem lưỡi nha. Đó, lưỡi còn rất đẹp luôn, không mẻ nha. Không mẻ. Cây này nói chung là đẹp. Rồi, chiều dài cái này 25 cm. Mẻ số 6 150k. Mẻ số 7. Kìm bấm cốt nha, của Nhật. Con này của Lutter. Bấm còn tốt nha mọi người. Mẹ số 7 120k. Mẹ số 8.
Mẹ số tém là cây cưa cành nha. Cây cưa cành này chốt chốt chiếc là còn ok hết này. Lưỡi còn sử dụng tốt nha. Cái này chiều dài của nó là 18, chiều dài tổng thể là gần 40 nha. Mẻ số 8 70 ke, ni mẻ số 9. Mẻ số 9. Con dao cán nhựa của Nhật nha. Dao gập cán nhựa của Nhật. Đó. Người xem nó còn rất là mới luôn. Cái lưỡi nó rất là mới luôn. Này cực kỳ bén nha. Này bia lai mát Isaban này. Cái cán ngay chỗ đây nó ghi chữ mát Isaban đó mà. Cái này chiều dài của nó, chiều dài của cái lưỡi là 7 cm, tổng thể là 17 nha. Rồi mã số 9 70 ke nha. Đi mã số 10. Cây này cũng gây dao gập. Cây này cực kỳ là nó nặng hơn cái kia nha. Cây này kén này không biết bằng nhôm hay bằng sắt đây. Chắc bằng inox sao á. Nên nó không có rỉ. Nhưng dao này là loại thép ra chống reset nha. Chiều dài của cái lưỡi là 7 cm, tổng thể là 18 nha. Mã số 10 70 ke, mã số 11. Một cây kéo. Kéo này nó mất chữ rồi, không thấy chữ đâu hết. Nhưng mà lưỡi nó còn đẹp nha. Ai cần thì chốt. Cái này chiều dài của nó 19 cm. Mã số 11 60 ke. Đi mã số 12. 12 là một cây kéo, cái kéo bấm cành nha. Cây này của gì đây, 2B là của nước nào không biết, chịu. Nhưng mà coi lưỡi này, người coi lưỡi với ấy rồi của nó này, nó cái coi cái chốt xong để móc nè, đó móc vô xong. Đó bấm lò xo này. Chốt trong nha, chốt trong này móc. Rồi cái này chiều dài của nó là 19 cm. Mã số 12 120 ke nha. Đi mã số 13. Cái này thì của Nhật nha. Japan này đó, có chữ Japan. Bên đây có chữ luôn nè, chữ dập. Giờ mở cái khóa đó cho mọi người xem cái lưỡi nha. Cái này là giờ cái chất dơ trong cái khe nó ra nha mọi người. Để em lau đi cho mọi người xem cái lưỡi nó như thế nào. Đó, lưỡi nó đây. Quay bên đây nha. Này khít nha. Đó, khít. Rồi con này chiều dài của nó 17 cm nha. Mã số 13 100 ke nha. Đi mã số 14. Đây là một kéo đúc của Nhật nha. Lưỡi đây,
Con này chiều dài của nó 18cm nha. Mã số 14. 150k. Đi mã số 15. Mã số 15 là một kéo bướm nha. Người xem mũi lưỡi nha. Cái này không có chữ nha, không có chữ. Không thấy chữ đâu hết. Cái này chiều dài của nó 18cm. Rồi mã số 15. nha. Cái này không có chữ thì em có tính 60k nha mọi người. Có chữ là 70k. Đó. Rồi cái này cho mình xem lưỡi với mũi nha. Cái này chiều dài của nó 18 luôn nha. Mã số 16 60k. Mã số 17. Cái này như vậy, không có chữ nha. Kéo này nói chung là mọi người về lướt sơ qua là nó bén thôi. Đó, cắt giấy nè. Ngọt, rất là ngọt luôn. Cái này chiều dài của nó 18cm nha. Mã số 17 60k. Đi mã số 18. Cái này có chữ nha. Đây, cái kéo có chữ chữ đây. Miền lưỡi. Cái này chiều dài của nó. Chiều dài cái này là 16,5 nha. Mã số 18. Mã số 18 70k. Đi mã số 19. Mã số 19. Cái này có chữ nha. Mã số 19. Cái này chiều dài của nó 18cm nha. Mã số 19 70k. Mã số 20. Đây, chữ đây. Mũi. Mã số 20. 70k. Đi mã số 21. Này cũng có chữ ở đây nha. Lưỡi mũi nha mọi người, để quay kỹ cho mọi người xem nha. Cái này chiều dài của nó 18cm. Cắt giấy thì nha mọi người. Đó. Ha. Mã số 21. Bảy mươi ke. Rồi còn cây kéo bướm cuối cùng là mã số 22. Cái này cái chữ nó ngay chỗ cái miệng luôn nha mọi người. Chữ ngay chỗ đây. Đó, cho mọi người xem răng miệng nha. Cái này chiều dài của nó 18,5 nha. Mã số 22 70k luôn. Rồi. Ai coi được con kéo bướm nào thì chốt nha. Đi mã số 23. Cái kho ghe với cái bình của phép nha. Cái này là nó đề chữ Made in France. Đó, Made in France. Đây, trong này có cái bình luôn nha mọi người.
có bình luôn, tem mẹt rồi còn dập đây luôn này. Đó. Này khóa rồi còn ok nha. Cái này bằng đồng. Cái này bằng đồng nha mọi người. Bằng đồng luôn này. Ai ân thì chốt nha, nguyên cụm nó luôn á, không có độ gì hết nha mọi người. Nó Evaren luôn này. Không có độ chế gì hết nha. Mã số 33, 300k. Đây đi mã số. À mã số 23 nha, mã số 23 300k nha. Một cái bình với một cái khò nha. Mã số 24. 24 là kéo của Nhật nha mọi người. Cho mọi người xem nó lưỡi mũi nha. Rồi con này chiều dài là 25cm nha. 60k. Mã số 25. Rồi con này gì? Đó, lưỡi mũi này. Con này cũng chiều dài 25. Mã số 25 70k. Mã số 26. Này cũng rất là bén luôn nha mọi người. Em test thử cái tờ giấy xem nó có cắt nó như thế nào. Đó, cắt rất bén luôn. Mã số 26. Chữ nghĩa đầy đủ nha mọi người. Chữ nó ngay đây nè. Đó. Đa chốt bằng đồng hết. Kéo rất đẹp luôn. Mã số 26 80k. Em đo chiều dài con này thử. Con này 25cm luôn nha. Rồi mã số 27 là mã số kéo cuối cùng nha, kéo các mây. Con này nè, đó, mọi người xem nhìn thấy nước. Thấy là nó còn sáng nè. Chữ nghĩa đầy đủ luôn. Test xem tờ giấy thì đó, cắt cũng rất là bén luôn, đó. Ha. Vết cắt. Con này chiều dài của nó 26,5 nha, gần 27 luôn. Mã số 27 100k nha. Mã số 28. 28 hai con một lết nha, một con này là chiều dài chỉ có 20cm thôi, MC của Nhật luôn. Đó. Em này răng miệng thì còn xài ok nha. Rồi thêm con mỏ lớn lớn nữa, con này Mary nha. Chiều dài là 350. 350. Con này của Nhật nha mọi người. Này mỏ lớn răng trượt nha. Cái này bấm vô vậy, đó, đẩy lên. Nó thấy chữ Japan luôn ha. Này xài còn ok. Khi nào ốc mà tới cỡ nào mình thẻ ra là nó bóp nha. Đó. Cái này rất nhanh. Cái này rất nhanh, không cần phải vặn ốc rồi cho nó ấy mệt, nó chỉ cần trượt là nhanh lắm. Rồi mã số 28. 28 350k. Một cặp mở lít răng nha. 28 350k, một cặp mở lít răng. Rồi mã số 29. Mã số 29 là một cặp cà lê đuôi chuột nha. Cái này là 17-19. Cái này còn đẹp nè. Nhưng mỗi tội nó không có thương hiệu nha. Cái này thì có thương hiệu nè. Cái này của Top nè. 10-12 CRV nha. Hàng của Nhật luôn. Bên đây 14. 10-14 đã chiêu được nha mọi người. Đó. Cà lê 12 thì nó thiết kế như thế này nha. Đó. Cà lê 12 là thiết kế như thế này. Không phải gãy nha mọi người. Rồi một cặp. Hai cây cà lê, ai cần thì chốt nha. Hai cây cà lê đôi chuột. 14 10 14 10 hả? 14 10 12 17 19 nha. Đó, một cặp đó, mã số 29 150k nha. Mã số 30. 30 lần cặp dao ghép nha. Đó, cặp dao ghép. Một cây có chữ nha, một cây có chữ, một cây không nha, một cây có chữ, một cây không. Kén gỗ.
chiều dài thì chắc cũng tương đương nhau, cây này là 15,5, cây này là 16. Rồi mã số 30, hai con dao ghép nha, cắt ghép gì đó, 30-60k. Đi mã số 31, hai tay quay kiểm nha, cây dài cây ngắn, cây ngắn hơn là có cái móc nha đó. Ai cần thì chốt. Mã số 31 70k. Đi mã số 32. 32 là 4 cái kìm nha. 4 cái kìm. Kìm cắt nè, kìm cắt Mary nè. Kìm cắt Mary, kìm mũi nhọn. Kìm cắt Mary, kìm mũi nhọn. Rồi đến kìm điện nha. Kìm ngồi 4 cây. Cây này là cái gì đây? Cái gì của Nhật hay tên gì mà có cái hiệu Nhật đây mà tên gì? Quê ít gì ạ? Đó, răng miệng khít nha. Hèm nó còn đẹp nè. Chiều dài là 21 nha. Cái kìm ngồi đó thì cây này chay mát OTK của Nhật luôn. Đó, răng miệng khít. Cái này cán kiết đều đẹp nha. Cái này chiều dài 21 luôn. Kìm mũi nhọn. Hôm nay chiều dài của nó là 16 cm. Kìm cắt là 15,5 cm. Rồi 4 cái kìm. Mã số 19. Em nhầm nha, nhầm. Mã số 32. 32 là 220k nha. 4 cái kìm. Mã số 33. 10 cái mũi khoan sắt nha. Từ mũi 10 đổ xuống nha. Mũi nó chay này. Có cái mũi này là mũi của Nhật nhưng mà không phải nó thép trắng nha. Nói chung là thép trắng. Yeah. Từ mũi 10 trở xuống. Đó. Mũi Nhật này. Nhìn còn rất là đẹp luôn. Mũi chiều dài của nó. Mũi ngắn là 10 cm. Mũi dài là 13, 14 gì đó. 13 đi. 10 cây mũi khoan sắt nha. 10 cây mũi khoan sắt. Mã số 33. 170k 10 cây nha. Mở răng 375 nha. 375 Lotter nha. Đó, răng miệng nè. Rồi ít nha. Ai cần thì chốt. Mã số 34. 300k nha, 34 là 300k. Mã số 35. 5 cái mũi điêu khắc nha, ai cần thì chốt nha. 5 mũi điêu khắc. Mũi đó còn đẹp nè. Mã số 35 100k. Đi mã số cuối cùng là mã số 36. Đây lấy được cái bộ cần lực nha, cần lực này của Nhật hết. Đây cần không phải của Nhật đây, mọi người xem. Đó. Cần đây cần Nhật này, cần này là không phải nha, cần này cần thường này. Có chữ Japan nha mọi người. Nếu mà không có chữ Japan là không lấy đó. Do nó có chữ Japan nữa. Đó, Japan ngay góc đó mọi người thấy không? Japan nha. Rồi cái cần này á cũng là KTC này. Của Nhật luôn này. Thêm cần nối Japan nha. Japan, cần nối ngắn nha. Chút nữa em đo chiều dài sau nha mọi người. Cái này cũng của Nhật luôn nha, Japan.
Đây là lắc léo nha, đầu lắc léo của Nhật luôn. Bộ này là 3/8 nha. Đây nó chỉ có hai con tiếp, thiếu tiếp quá trời luôn, nó rớt đâu hết rồi. Đây là 17 giá ban nha. Đó, 17 giá ban. Này số 10. Đó, 10 giá ban đó. Hai ốc tiếp số 10 17. Rồi, em đo cái cần nha. Cần lực này á, cần này là 20. Cần này á là 25 nha. 25, cần nối ngắn là 7,5. Thêm cái hộp sắt này nha. Hộp này hộp bằng sắt nên nó rất là nặng luôn, nó không phải hộp bằng nhựa đâu nha mọi người. Đó. Nguyên bộ luôn. Hàng của Nhật hết, mọi người mua hàng kiểm tra thoải mái, đúng của Nhật thì lấy, không đúng thì trả về em nha. Bảo đảm luôn, hàng của Nhật luôn. Hàng bãi nè, cho mọi người xem nè. Hàng bãi này cái vết xi rồi nó còn bong bong tí này. Đó. Không phải hàng mới đâu, hộp sắt nữa. Mẻ này là 300k nha, do nó có một cái hộp sắt này nữa. Hộp này nó còn đẹp nè, không móp méo gì hết, không móp không méo gì hết. Này tầm ký mấy chứ không có nhẹ đâu. Đó, mọi người biết rồi, hộp sắt nó phải nặng rồi. Ba trăm ke nha, mã số 36 300k. Rồi cuối video em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em. Phí ship là 30k nha. Ai mua nhiều thì chuyển khoản cho em cái. Do mấy người này có mấy cái vụ mà bơm hàng á, mua hàng còn đi bơm nữa, bán bao nhiêu đâu lời, có ít mà cứ bơm cũng khó chịu. Làm ăn chân chính mà cứ đi bơm hàng của người ta. Cái này thì phí ship là 30k đó, mua một mẻ cũng tính 30k, mà mua có nhiều mẻ cũng chỉ tính có 30k thôi nha. Mọi người ráng mua một hai mẻ gì đó, đỡ tiền ship nha. Rồi cuối video em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em. Em xin dừng clip tại đây.